Nhà thiết kế Lê Thanh Phương qua đời ở tuổi 52. Nhà thiết kế của phim Những cô gái chân dài chút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 30 tháng 9, anh mất sau thời gian điều trị bệnh. Đại diện gia đình của nhà thiết kế Lê Thanh Phương cho biết, anh mất vào 13 giờ 55 phút ngày 30 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh ra đi ở tuổi 52 sau thời gian ngắn nhập viện điều trị suy thận mãn tính, suy hô hấp cấp. Tối cùng ngày, thi thể nhà thiết kế Lê Thanh Phương được đưa về quê nhà tại Bến Tre. Sự ra đi của nhà thiết kế Lê Thanh Phương ở tuổi 52 khiến gia đình đồng nghiệp thương tiếc. Đạo diễn Trí Tân cho biết, trước Tết Nguyên Đán, anh liên lạc với Lê Thanh Phương để làm phim tài liệu về anh, người thiết kế áo dài đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì lịch trình bận rộn, cả hai chưa thể gặp nhau. Điều em hối tiếc nhất là không quay được những thước phim về anh. An nghỉ anh nhé. Nhà thiết kế Lê Thanh Phương, một con người yêu ghét phải trái phân minh, đạo diễn Trí Tân chia sẻ, diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ, yên nghỉ nha anh ơi lê thanh phương ơi em đi rồi về nơi không còn đau buồn lo lắng nữa lên đường mỉm cười thanh thản nhé nhà thiết kế sĩ hoàng viết xuân lan gửi lời chia buồn với gia quyến của lê thanh phương hôm nay em đăng lại áo dài của anh thiết kế cho em như một lời tri ân cảm ơn anh đã làm cho em rất nhiều bộ trang phục đẹp để trình diễn trong suốt hành trình làm người mẫu giờ hết đau đớn rồi anh đi nhẹ nhàng thanh thản nhé Nhà thiết kế Lê Thanh Phương sinh năm 1970 tại tỉnh Bến Tre, anh từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Lê Thanh Phương từng thiết kế phục trang cho các bộ phim như Những cô gái chân dài, Cô dâu đại chiến. Nhà thiết kế Lê Thanh Phương có nhiều năm gắn bó với việc thiết kế áo dài, anh được đồng nghiệp trân trọng bởi tình yêu đặc biệt dành cho tà áo dài truyền thống.